Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 194. Ẩn giấu. Thẩm Diệu đã rời khỏi định kinh thành hơn một tháng. Không biết đoàn xe ngựa của Duệ Vương đón dâu hiện tại đã đi đến đâu, nhưng dù sao cũng không thể theo kịp. Trong suốt thời gian qua, câu chuyện về mười dặm hồng trang thịnh thế hoa gà của Duệ Vương vẫn là chủ đề nóng hổi trong các tử lâu người kể chuyện vẫn kể lại ngày cưới của Duệ Vương với niềm tự hào, khiến tính giả cảm động và hứng thú. Dù sao, một sự kiện hào nhoáng như vậy không phải ai cũng có thể tạo ra. Sau khi Thẩm Diệu trở thành Duệ Vương Phi và gả xa đến Đại Lương, Định Kinh Thành đã xảy ra hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất, phong tiên hiệu cầm đồ, tồn tại nhiều năm ở Định Kinh, đột một đóng cửa. Chỉ trong một đêm, từ trưởng quỹ đến hòa kế đều biến mất để lại những cửa hàng và lâu vũ được bán với giá rẻ. Nghe nói trưởng quỹ của phong tiên hiệu cầm đồ gặp phải việc gấp cần tiền, nên mới phải rời đi đột ngột. Điều này khiến nhiều người thổn thức, vì dù phong tiên hiệu cầm đồ làm ăn rất quý trọng, chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu, nhưng đột nhiên biến mất vẫn khiến người ta không quen. Chỉ sau khi đổi chủ, dân chúng mới nhận ra rằng không ai từng thấy rõ mặt mũi trưởng quỹ của phong tiên hiệu cầm đồ. Thứ hai, Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín được thăng chức sau khi con gái ông xuất giá. Ông được thăng làm quân chính, trưởng quản toàn bộ Ngự Lâm quân của hoàng triều. Bề ngoài là thăng chức, nhưng thực chất không phải vậy. Quân chính chỉ có quyền lệnh, không có quyền luyện binh, chỉ là một chức vụ nhàn rỗi. Mặc dù bổng lộc cao hơn tướng quân, nhưng ai lại muốn sống chỉ nhờ vào bổng lộc? Thẩm Tín đã quen luyện Thẩm gia quân, đột nhiên phải điều động Ngự Lâm quân, vốn là người của văn huệ đế, liệu có thể thật sự điều động được? Những người có đầu óc trong triều đình đều hiểu rằng đây là dấu hiệu văn huệ đế đang đề phòng thẩm tín. Thẩm diệu gà đến đại lương, thẩm tín lại là người rất yêu thương con gái. Quan hệ giữa đại lương và minh tề đang sáu diệu, nếu thẩm tín vì yêu thương con gái mà nương nhờ vào đại lương, thì sẽ rất nguy hiểm cho minh tề. Mặc dù thẩm tín đã trung thành với minh tề nhiều năm, đế vương đa nghi vẫn là chuyện bình thường. Trong triều đình, mọi người hiểu rõ tình hình, còn dân chúng lại bức xúc vì cho rằng hoàng gia quá vô tình. Văn Huệ Đế đã ban hôn, nhưng bây giờ lại vì hôn sự này mà khiến thẩm tín phải gánh trách nhiệm, thật là bất công. Văn Huệ Đế chẳng quan tâm những chuyện này, hiện tại hắn đang cố gắng lấy lòng Hoàng đế Tần Quốc. Đại lương luôn khiến hắn cảm thấy bất an, như thể có một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ít nhất, hắn cần liên thủ với tần quốc để có được một chút an tâm định vương phủ gần đây cũng không yên bình phó tu nghi với vẻ mặt âm trầm nói một tháng rồi mà vẫn chưa tìm thấy tâm tích của bùi lang lẽ nào hắn có thể biến mất vào không khí sống phải thấy người chết phải thấy xác nếu không tìm thấy người đừng trở về những thám tử dưới quyền đều sợ hãi trả lời rồi vội vàng lui xuống Phó Tu Nghi ngồi xuống ghế, ấn vào chán, biểu hiện rõ sự không thoải mái. Kẻ cứu Bùi Lang đã đốt sạch địa lao của hắn, khiến nhiều người quan trọng với hắn bị thiêu cháy. Điều này khiến hắn vô cùng căm tức. Điều làm hắn tức giận nhất là không có chút manh mối nào về Bùi Lang. Phó Tu Nghi tự tin rằng hắn có tai mắt khắp định kinh, nhưng không thể tìm ra tung tích của Bùi Lang. Điều này chỉ chứng tỏ đối thủ còn cao tay hơn hắn. Có một đối thủ như vậy thực sự không vui vẻ chút nào. Phó Tu Nghi luôn nghi ngờ Thẩm Gia đứng sau việc cứu Bùi Lang, nhưng sau khi điều tra kỹ, Thẩm Gia không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Vậy ai là người đứng sau? Điện hạ, định kinh trong ngoài đều không có tin tức về Bùi Lang. Có thể hắn đã ra khỏi thành. Một phụ tá nhắc nhở Phó Tu Nghi. "Không thể." Phó Tu Nghi nói, "Thành thủ có người của ta." mấy ngày nay ra khỏi thành đều có kiểm tra, bùi lang không thể qua mặt được. Phụ tá nhíu mày, cũng không biết nói gì thêm. Chỉ là, có người có thể không cần kiểm tra. Phó Tu Nghi đột nhiên nói, ngày Duệ Vương cưới phi, thị vệ của Duệ Vương phủ ra khỏi thành không bị cản trở. Phụ tá mắt sáng lên, có thể bùi lang lẩn vào đoàn người của Duệ Vương phủ không? Phó Tu Nghi cười lạnh, Duệ Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, làm sao lẻn vào được. Hơn nữa, Bùi Lang và Duệ Vương không có giao tình, làm sao có thể nhờ vả. Hắn đột nhiên dừng lại, nhớ tới một chuyện. Từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ Bùi Lang là người của thẩm gia, mà thẩm gia do thẩm tín làm chủ. Nhưng hắn quên rằng nhiều việc cản trở đại nghiệp của hắn đều liên quan đến thẩm diệu. Nếu tách thẩm gia và thẩm diệu ra, Bùi Lang không phải vì thẩm gia mà là vì thẩm diệu, thì mọi chuyện đều có lý. Bùi Lang là người của Thẩm Diệu, mà Thẩm Diệu hiện tại là Duệ Vương Phi. Trước đó, Thẩm Diệu có mối quan hệ không rõ ràng với Duệ Vương, Duệ Vương vì tình cảm với Thẩm Diệu có thể sẽ giúp cứu Bùi Lang. Như vậy, Bùi Lang và Duệ Vương có liên quan. Phó Tu Nghi đứng dậy, càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý. Trong định kinh, người có thể thần không biết quỷ không hay đốt địa lao của định vương phủ mà còn toàn thân rút lui, chỉ có thể là duệ vương thần bí khó lường. Đáng chết! Phó tu nghi vỗ bàn, hắn luôn muốn biết bí mật của duệ vương. Nhưng đêm trước ngày thầm diệu xuất giá, thám tử hắn phái ra cũng không trở lại, chắc chắn đã bị phát hiện và diệt khẩu. Nếu không phải vậy, hắn đã có thể biết bí mật của duệ vương. Khi đang ảo não, một tên hộ vệ vội vã bước vào. Người này là tâm phúc của phó tu nghi, anh ta nhanh chóng tiến đến và từ trong lồng ngực móc ra một phong thư, nói, công chúa phủ gửi một phong thư đến Hoàng Cung. Thuộc hạ đã sao chép một phần, mời điện hạ xem qua. Phó Tu Nghi lập tức nhận lấy thư. Trong vụ Duệ vương, vinh tín công chúa đã biểu hiện rất khác thường. Phó Tu Nghi muốn điều tra sâu hơn, nhưng từ khi Duệ vương và thẩm diệu rời kinh, cả vinh tín công chúa lẫn bình nam bá phủ đều không có hành động gì đặc biệt khiến hắn không có cách nào xuống tay. Vinh Tín công chúa đã ở quá nhiều năm, không thân thiết với Văn Huệ đế, hiếm khi vào cung, chớ nói gì đến việc chủ động viết thư. May mắn là Vinh Tín công chúa xa rời cung đình nhiều năm, nên Phó Tu Nghi mới dễ dàng sao chép thư tín của nàng. Phó Tu Nghi rút thư ra, không thể chờ đợi thêm, bắt đầu đọc. Ban đầu, hắn chỉ tỏ ra cấp thiết, nhưng càng đọc, sắc mặt hắn càng biến đổi. Khiếp sợ, phẫn nộ và tức giận tràn đầy, khiến Ngũ Quan hắn vặn vẹo. Phụ tá bên cạnh thấy vậy, không dám thở mạnh. Một lát sau, Phó Tu Nghi đột nhiên chống tay lên bàn, lật đổ ấm trà. Phụ tá và Tâm Phúc đều kinh ngạc. Phó Tu Nghi vốn là người hỉ nộ không hiện rõ, dù đôi khi cũng phẫn nộ nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài như lúc này. Đây là lần đầu tiên họ thấy hắn thất thố như vậy phó tu nghi chỉ thốt ra một chữ tốt rồi ném lá thư lên mặt phụ tá phụ tá vội vàng nhận lấy và đọc rồi kinh ngạc đến ngây người trong thư vinh tín công chúa nhắc đến một chuyện liên quan đến duệ vương mọi người đều biết vinh tín công chúa và ngọc thanh công chúa có mối quan hệ rất tốt thậm chí nàng còn chăm sóc tạ cảnh hành con của ngọc thanh công chúa rất nhiều sau khi tạ cảnh hành chết trận vinh tín công chúa rất đau khổ vinh tín công chúa tự nhiên hiểu rõ tạ cảnh hành và trong thư nàng đề cập rằng đại lương duệ vương rất giống tạ cảnh hành điều này nghe có vẻ hoang đường nhưng phó tu nghi đã quan sát công chúa phủ đủ lâu để nhận ra điều khác thường hắn gần như chắc chắn rằng vinh tín công chúa đang nói sự thật đại lương duệ vương thực sự là tạ cảnh hành phụ tá cầm lá thư mà tay run run nếu tạ cảnh hành là duệ vương Điều đó có nghĩa rằng hắn đã chơi đùa toàn bộ Minh Tề trong lòng bàn tay. Nếu Tạ Cảnh Hành đã có liên hệ với Đại Lương từ trước khi còn là thế tử Lâm An Hầu phủ, thì mọi việc Minh Tề làm đều bị Đại Lương kiểm soát. Điện hạ, phụ tá nhìn Phó Tu Nghi, trong mắt lóe lên sự kinh hoàng. Phó Tu Nghi chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng tay hắn vẫn còn run rẩy. Nếu Tạ Cảnh Hành không chết, thì vụ việc tạ gia quân ở Bắc Cương đã bị lộ từ lâu. Hắn nói, tạ gia quân đã bị người của Hoàng Thất trà trộn, tạ đỉnh bị một cú chí mạng từ chính người tin cẩn. Nếu tạ cảnh hành không chết, hắn chắc chắn đã biết rõ nội tình. Điều này có nghĩa rằng mọi hành động của họ đều bị tạ cảnh hành theo dõi. Lần này tạ cảnh hành đến Minh Tề để làm gì, báo thù trăng. Phó Tu Nghi chống đỡ bàn phụ tá không biết phải làm gì, nói, công chúa đã gửi thư này vào cung, bệ hạ biết rồi, cũng sẽ có hành động. Vô dụng, phó tu nghi cắt ngang, tạ cảnh hành đã rời định kinh hơn một tháng, phụ hoàng kiên kỵ đại lương, không dám công khai đối đầu. Nếu tạ cảnh hành còn ở đây, có thể lợi dụng cơ hội để gây tranh chấp, nhưng bây giờ thì không kịp. Phụ tá bóp cổ tay thở dài, công chúa tại sao không gửi thư sớm hơn? nếu sớm hơn, thì đã không rơi vào tình cảnh này. Phó Tu Nghi nhìn hắn, không hài lòng với sự vụng về của thủ hạ. Phụ tá bị hắn nhìn chằm chằm, lo lắng nói, điện hạ, công chúa có thể đã cố gắng thông báo phụ hoàng từ trước, có lẽ đêm trước ngày cưới đã làm, nhưng cuối cùng bị tạ cảnh hành ngăn lại. Phó Tu Nghi cố gắng kìm nén cơn giận, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ sự tức giận, tạ cảnh hành. Giấu đi quá sâu. Thẩm gia thì sao?" Phụ tá hỏi. Tiếp tục theo dõi, Phó Tu Nghi cười lạnh, "Ta muốn xem Thẩm ra biết gì về thân phận của Tạ Cảnh Hành hay không, hay họ giả ngu suốt những năm qua." Lúc này, Thẩm Trạch hoàn toàn không biết gì về tình hình ở Định Vương phủ. Từ khi Thẩm Tín bị thăng làm quân chính, không cần mang binh, ông không phải ngày ngày đến binh bộ. Thẩm Khâu vẫn giữ chức cũ, cùng La Lăng ở quân phòng làm đầu lĩnh cuộc sống trở nên rộng rãi hơn trước. La Tuyết nhạn bàn với thẩm tín, nếu không qua ít ngày nữa, chúng ta theo bệ hạ trở lại tiểu xuân thành. Chí ít ở đó cũng không lãng phí thời gian. Thẩm tín lắc đầu, hoàng thượng giữ chúng ta ở định kinh là để đề phòng thẩm gia động tĩnh, không thể để chúng ta hồi tiểu xuân thành. Ở lại định kinh, chúng ta trở thành quân cờ để kiềm chế kiểu kiều, sau này mới dễ hành động. La Tuyết Nhạn mơ hồ cảm thấy lời của Thẩm Tín có gì đó kỳ lạ, như đang ám chỉ điều gì. Khi muốn hỏi thêm, Thẩm Tín thở dài. Hơn nữa, Đàm Nhi hiện tại không có tin tức, thật sự phải đi. Ta cũng không dám gặp nhạc phụ lão gia và cữu huynh. Điều này thì đúng thật. Vừa nhắc tới, La Tuyết Nhạn cảm thấy đau đầu. Ta đã cho người gửi tin cho Kiều Kiều và bọn họ, nhưng không biết đã đến nơi chưa. Không biết là có đuổi kịp hay không nhưng thời gian qua lâu rồi mà vẫn không có tin tức, ta thật sự không yên tâm. Ngày thẩm diệu xuất giá, La Đàm không đến tiễn, nói rằng thẩm diệu không đồng ý dẫn nàng đi đại lương, nên nàng giận dỗi và không muốn tận mắt chứng kiến cảnh ly biệt. La Đàm ở thẩm gia vốn tính cách tùy hứng, mọi người cũng đã quen và cảm thấy bất đắc dĩ. Khi thẩm diệu ra khỏi thành vào buổi sáng, trở về đã là trạng vạng, La Đàm đã ngủ, La Tuyết Nhạn nghĩ rằng La Đàm trong lòng không thoải mái nên không quấy rầy nàng. Không phải La Tuyết Nhạn không quan tâm đến chất nữ của mình, mà là mọi người hiểu rằng La Đàm gan lớn, nhưng không ngờ nàng dám làm chuyện này. Trước đây, La Đàm lén lút theo thầm tín đến định kinh vì đều là người nhà và vẫn trong nước Minh Tề. Lần này, từ Minh Tề đến Đại Lương, một quốc gia hoàn toàn xa lạ, đi cùng người của Duệ Vương mà La Đàm không quen biết, tưởng chừng nàng không dám. Ai ngờ La Đàm lại can đảm đến vậy, một mình đơn độc đi theo đoàn. Ngày hôm sau buổi trưa, La Đàm mượn cớ không thoải mái, không chịu ra ngoài. La Tuyết Nhạn cuối cùng nhận ra có điều không đúng, khi tìm người thì thấy nha hoàn của La Đàm run rẩy nâng một phong thư, quỳ xuống cầu xin. Thì ra, La Đàm đã để lại một phong thư, rồi theo tiểu biểu muội đi hướng Đại Lương, nơi phồn hoa tấp nập. La Tuyết Nhạn sợ hãi, vội phái người đuổi theo nhưng thẩm diệu và đoàn đã đi được một ngày hơn nữa đội ngũ của duệ vương không phải người thường tốc độ cực nhanh không biết bao giờ mới có thể đuổi kịp thẩm tín và la tuyết nhạn lo lắng suốt một tháng không có tin tức hy vọng tin đã đến tay cảnh hành và cảnh hành sẽ phái người đáng tin cậy đem đàm nhi trở về la tuyết nhạn nói định kinh thành xảy ra nhiều chuyện nhưng la đàm không biết nếu biết nàng cũng chỉ có thể làm ngơ vì trước mắt còn nhiều việc quan trọng hơn. Đến đêm, đội xe ngựa nghỉ ngơi. Thẩm Diệu đã được an bài chỗ nghỉ ngơi ở ven đường, còn La Đàm thì khổ sở. Nàng giả nam trang để xen lẫn vào đội ngũ Duệ Vương, sống cùng những đại hán. Từ nhỏ sống cùng người nhà La gia, không có khí chất kiêu căng của con gái, giả làm nam nhân cũng kha giống, nên không ai phát hiện thân phận của nàng. Nhưng mỗi đêm là lúc khổ sở nhất vì nàng phải ngủ cùng chừng mười đại hán lạ mặt, không giống thầm rượu có phòng riêng. Đêm đến, tiếng ngáy, tiếng nói mơ, mùi khó chịu và đôi khi bị người khác đặt chân lên người khiến nàng khó chịu hơn cả cái chết. Nếu La Liên Đài và Mã Thị biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân nàng. Điều làm La Đàm sợ nhất là việc tắm rửa. Dù có thô lỗ đến đâu, nàng cũng không thể tắm chung với đám hán tử này. Những lần trước, nàng suýt bị đẩy xuống hồ cùng họ, May mà nghĩ nhanh, giả vờ nói mình có vết sẹo xấu xí, không muốn ai nhìn thấy, nên mọi người không ép nàng nữa. Hôm nay, ở sau nông trại có một suối nước nóng. Lúc chạm vạng, đám hán tử đã tắm, nàng chờ đến đêm, khi không còn ai, mới dám ra ngoài. La đàm cởi quần áo, chỉ mặc yếm, rồi xuống nước. Nước ấm áp làm nàng thấy hạnh phúc, vì lâu rồi không được tắm thoải mái như vậy. Nàng thầm nghĩ, nếu la tuyết nhạn không đuổi kịp, cũng không sao. Nhưng nếu đuổi kịp thì có nên nói rõ với thẩm diệu không? Tiểu biểu muội dù chua ngoa nhưng mềm yếu, sẽ không làm khó nàng. Nghĩ vậy, nàng quyết định nói rõ với thẩm diệu, để có thể ngủ chung phòng và không phải tắm rửa trong hoàn cảnh gian nan. Đang tắm, nàng nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, sợ hãi và không dám lưu lại, liền ôm lấy tảng đá, vùi đầu vào nước. Là đàm biết bơi, nhưng việc chìm trong nước không dễ dàng tiếng bước chân dừng lại bên suối không chịu rời đi la đàm dần cảm thấy khó thở rất muốn ngoi lên nhưng lại sợ mất trong sạch khi cảm giác mình sắp chết ngạt đột nhiên nghe tiếng nói trên đầu kỹ năng bơi không tệ ngươi định tự làm mình chết ngạt sao la đàm không thể nhịn nữa đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước nhưng vẫn giữ thân thể dưới nước chỉ để lộ đầu suối nước nóng bốc hơi làm mờ đi cơ thể nàng, bằng không nàng thật sự muốn xấu hổ mà chết. Sách, người kia nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn lâu hơn một chút. La đàm trợn mắt nhìn người kia, nhưng khi nhận ra rõ ràng, nàng ngạc nhiên, cao, cao đại phú. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi xổm bên hồ, tay cầm đèn lồng nhỏ, cười híp mắt nhìn nàng, không ai khác chính là Cao Dương. Trong cái lệnh thế này, hắn vẫn cầm chiếc quạt giấy nhẹ nhàng phẩy, phong thái nhàn hạ khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. người làm sao ở chỗ này? la đàm không nhịn được hỏi. cao dương mỉm cười không trả lời. la đàm thầm nghĩ người này là thái y minh tề, sao lại xuất hiện ở nơi xa xôi như thế này? nàng hỏi cao đại phu, người có phải đi trần bệnh ở đây không? triều đình trả cho người bạc ít quá sao? người phải đi xa như vậy để kiếm thêm? cao dương bị la đàm làm cho nghẹn lời một lát sau mới nói không phải như ngươi nghĩ la đàm nhìn hắn vậy ngươi vì sao ở đây cao dương ung dung nhìn nàng vậy ngươi vì sao ở đây ta la đàm lẽ thẳng khí hùng đáp ta là biểu tỷ theo hầu của tiểu biểu muội cùng nàng đi đại lương cao dương suýt bật cười biểu tỷ theo hầu thật đúng là nàng nghĩ ra được hắn nói há ta mấy ngày trước gặp một người, tựa hồ từ thẩm trạch ra, cầm phong thư phải đưa cho Duệ Vương Phi, chỉ là không biết Duệ Vương Phi ở đâu, hướng ta hỏi đường. Là đàm cả kinh, ngươi để hắn gặp tiểu biểu muội của ta sao? Cao Dương nhún vai, không, ta thấy hắn phong trần mệt mỏi, rất là uể oải, nên để hắn nghỉ ngơi ở đây trước. La Đàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lo lắng, Cao Đại Phu, ngươi tuyệt đối không nên để người này gặp duệ vương phi tại sao hắn là người xấu la đàm nói hắn muốn hãm hại ta tuyệt đối không thể để hắn gặp cao dương cười hãm hại ngươi hãm hại ngươi từ thẩm trạch chạy tới đội xe ngựa duệ vương theo đến đại lương sao la đàm ngắt lời ngươi cô nói không ra lời làm sao bây giờ cao dương nhăn nhó nói nếu ta đưa người này đến Duệ Vương, ngươi sẽ bị đuổi về định kinh ngay. La đàm bật thốt, không được. Không dễ gì theo được đến đây, nàng không muốn bỏ cuộc. Cô quyết định thẳng thắn, ngươi muốn gì để giữ bí mật cho ta? Cao Dương cười, ngươi sớm nói như vậy, ta đã không cần mất thời gian. La đàm cảm thấy Cao Dương dường như đang đợi câu này từ nàng. Ngươi muốn ta làm gì? Cô hỏi cao dương nhìn nàng người trước tiên đi ra khỏi nước đã la đàm nhớ ra mình chỉ mặc yếm liền đỏ bừng mặt may mà trời tối nên cao dương không thấy y phục của ta ướt hết rồi ngươi cho ta mượn bộ quần áo đi cao dương suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu cởi quần áo la đàm hoảng hốt ngươi làm gì vậy cao dương cởi áo và đưa cho nàng cho ngươi mặc mà thôi ngươi muốn đi đâu ngươi quay lại la đàm cảm thấy hôm nay cao dương thật đáng ghét đấu khẩu với hắn chỉ làm nàng xoay mòng mòng cao dương quay lưng lại còn nói cũng không có gì đáng nhìn la đàm không nghe thấy nhanh chóng ra khỏi nước trốn sau tảng đá và mặc áo của cao dương áo của hắn hơi rộng nhưng nàng không còn lựa chọn mặc xong nàng nói bây giờ có thể quay lại rồi cao dương cười xoay đầu lại dứt lời điều kiện của ngươi là gì la đàm hỏi mấy ngày nay ngươi ngủ thế nào cao dương hỏi cùng mọi người la đàm trả lời sau này ngủ ở phòng ta dựa vào cái gì la đàm nổi giận nam nữ thụ thụ bất thân ngươi là nữ nhân cao dương cười ngươi không phải nam nhân la đàm phản bác cao dương nói người truyền tin đang ở phòng ta ngủ Ngủ, ngủ. La đàm vội vàng nói, ta lập tức đi ngủ. Cao Dương cười, dẫn đường, la đàm theo sau. Nàng cảm giác rằng Cao Dương hôm nay không giống trước, như là lộ ra bản tính thật sự của hắn. 195. Tân Phòng. Những ngày tháng trên đường thật dài đằng đẵng, sau ba tháng, cuối cùng đoàn xe ngựa đã đến được Đại Lương. Đội xe ngựa của tạ cảnh hành hành trình nhanh chóng, nếu là người bình thường, sợ rằng phải mất hơn nửa năm mới đi hết quãng đường này. Thẩm Diệu đã đến Đại Lương, đô thành Lũng Nghiệp. Kiếp trước và kiếp này, Thẩm Diệu chưa từng đến Đại Lương. Trong ấn tượng của nàng, Đại Lương là một quốc gia rất giàu có, nghe nói Lũng Nghiệp cũng rất phồn hoa. Phó Minh khi còn sống thường nói rằng nếu có cơ hội, hắn cũng muốn đến Lũng Nghiệp một lần để thấy cảnh phồn thịnh nơi đây và xem Đại Lương có thực sự thái bình như trong sách nói không. Bây giờ, thời gian đã qua không thể quay lại, Phó Minh Nguyễn Du đã hóa thành bụi cho, nhưng nàng mang theo nguyện vọng của hắn mà đặt chân đến lũng nghiệp. Mấy ngày nay, Thẩm Diệu đã thay bộ giá y sau khi kết hôn, Tạ Cảnh Hành đã chuẩn bị cho nàng những bộ xiêm y đặc biệt theo cấp bậc thân vương phi của Đại Lương. Khi đội xe ngựa của họ đến cổng lũng nghiệp, thủ vệ nhìn thấy Tạ Cảnh Hành liền không cần kiểm tra lệnh bài mà cho qua. Đội xe ngựa mênh mông diễu qua đường phố lũng nghiệp, thu hút sự chú ý của dân chúng. Người dân lớn tiếng là duệ thân vương điện hạ mang theo vương phi trở về. Thẩm diệu trong lòng hơi động, tạ cảnh hành cưới vợ tại Minh Tề, nhưng ở đây dân chúng lại biết rõ mọi chuyện, chẳng ai ngạc nhiên. Có lẽ tạ cảnh hành đã sớm truyền tin tức này về Đại Lương. Đang suy nghĩ, bỗng màn xe bị sốc lên, tạ cảnh hành cưỡi ngựa bên ngoài nói, có muốn nhìn một chút phong cảnh lũng nghiệp không? Hắn đã bỏ mặt nạ, ở đại lương hắn không cần che giấu thân phận, và gương mặt của hắn dường như sắc bén và mạnh mẽ hơn so với lúc ở Minh Tề. Thẩm Diệu nhìn ra ngoài. Khung cảnh Lũng Nghiệp giống như trong sách ghi chép, khác biệt hoàn toàn với Định Kinh. Định Kinh tuy náo nhiệt nhưng phần lớn là phú quý, còn Lũng Nghiệp thì đầy ắp niềm vui của dân chúng. Những người dân mặc y phục tốt, thân thể khỏe mạnh, biểu hiện một cuộc sống tốt đẹp. Thẩm Diệu suy nghĩ, quả nhiên đại lương đúng như lời đồn, an cư lạc nghiệp. Lũng nghiệp rất lớn, kiến trúc nơi đây toát lên vẻ đại khí và cao sang. Thẩm diệu từng đi qua tần quốc nhưng không nơi nào khiến lòng người mong đợi như lũng nghiệp. Dù nàng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thể ngăn được sự ngạc nhiên. Tạ cảnh hành thấy nàng ngạc nhiên, nói, không cần gấp, sau này có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo. Lũng nghiệp không nhỏ, muốn quen thuộc cần từ từ giọng hắn không hạ thấp, dân chúng gần đó nghe thấy liền hiếu kỳ nhìn thẩm diệu và nói, thân vương điện hạ rất sủng ái vương phi, đúng là tình yêu chân thành. Chẳng trách bệ hạ muốn chỉ hôn mà không được, hóa ra là vì tình yêu với vương phi. Vương phi thật xinh đẹp, đúng là đôi lứa xứng đôi. Chẳng bao lâu nữa sẽ có tiểu thế tử. Thẩm diệu nghe những lời này, mặt đỏ bừng. Dân chúng lũng nghiệp dường như rất thiện ý, lời nói đều là chúc mừng hoặc khích lệ. Thẩm diệu bất giác cảm thấy nhân tính không hoàn toàn xấu xa như nàng từng nghĩ. Tại Minh Tề, nàng thường gặp phải những lời bình luận độc ác, nhưng ở đây, sự ấm áp này khiến nàng cảm động. Đội ngũ phía sau, Quý Vũ Thư nói với Cao Dương, Tam Ca thật để tâm, sớm đã truyền tin để dân chúng lũng nghiệp chấp nhận tổ tử. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Cao Dương thở dài, cái này phải làm thế nào đây? chỉ là bệ hạ chắc chắn tức giận, còn có mấy nhà tiểu thư đối với tam ca một mảnh tình thâm tẩu tử chỉ sợ cũng bị quấn. sợ gì? Cao Dương nói, thẩm Diệu không phải người dễ đối phó, ai dàn vặt ai còn chưa chắc chắn. nói rồi, hắn buồn bã, bây giờ trở về Đại Lương lại có chút hoài niệm những ngày ở Minh Tề. ai nói không phải? Quý Vũ Thư cũng thở dài, vỗ vai Cao Dương nói, đi thôi đại lương cung điện rộng lớn những tòa nhà liên miên vàng óng ánh ngói lưu ly li, đỏ thẫm tường trụ tạo nên khí thế bàng bạc cửa sư tử bằng đá uy vũ trên long ỉ chế tạo bằng vàng kim long xoay quanh đầu rồng ở lưng ghế nạm hai hạt đá quý màu đỏ đuôi rồng quấn quanh tay vịn chạm khắc tinh tế như muốn bay lên trời giờ khắc này trong điện vắng lặng chỉ có một nam nhân ngồi trên long ỉ hắn ngồi thẳng tắp uy nghiêm nhưng dưới ánh sáng mờ tối, bóng lưng hắn lại cô độc và cô quạnh. Trong đại điện vang lên tiếng bước chân, một nữ tử chậm rãi tiến đến, kéo dài quần áo, đầu đội cửu phượng quan, ý cười nhu hòa, từng bước đến gần nam nhân trên long ỷ Bệ hạ lại một mình ngồi đây, sao không cùng thần thiếp nói chuyện? Nàng nói. Nam nhân ngẩng đầu, nhận ra người đến, nói, hóa ra là hoàng hậu. Hiển đức hoàng hậu khẽ mỉm cười, bệ hạ đang vì sao mà buồn phiền cảnh hành hôm nay trở về vĩnh lạc đế xoa chán còn mang theo nữ tử minh tề kia trẫm đã nói vô số lần bảo hắn đoạn tuyệt với nữ nhân đó hắn không nghe còn qua mặt trẫm cưới nàng về đại lương làm chính phi hoàng thượng không thích thầm rượu sao hiền đức hoàng hậu giọng mềm mại hỏi không phải người của ta ắt sẽ khác lòng vĩnh lạc đế chỉ nói tám chữ tám chữ này đã tóm tắt rõ ràng suy nghĩ của hắn. Không phải người đại lương, đương nhiên không thể trung thành với đại lương. Hoàng thượng không thích thẩm diệu, nhưng cảnh hành lại rất yêu thích, hiền đức hoàng hậu nói. Nếu không, hắn sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi để cưới thẩm diệu về lũng nghiệp, không đưa 99 đài xính lễ, cũng không vì nàng mà tạo dựng danh tiếng giữa thiên hạ bách tính, nàng dừng lại, rồi nói tiếp, càng sẽ không mỗ nghịch với bệ hạ. Hồ Ly tinh mê hoặc chủ nhân. Vĩnh Lạc đế trầm giọng, giấu không nổi cơn giận. Biết đâu Thẩm Diệu thực sự có điểm đặc biệt, Hiền Đức hoàng hậu nhẹ nhàng khuyên. Cảnh Hành xưa nay là người có chủ ý, Bệ hạ đã chọn cho hắn nhiều mỹ nhân, nhưng không ai vừa mắt. Bây giờ nếu hắn chịu vì Thẩm Diệu làm đến mức này, ắt phải có lý do. Bệ hạ không thể tin tưởng Cảnh Hành một lần sao? Chậm không phải không tin hắn, chậm không tin Thẩm Diệu. Vĩnh Lạc Đế nói. Nhưng bệ hạ cũng không thể làm gì khác, đúng không? Vĩnh Lạc Đế không vui nhìn đối phương, Hoàng hậu muốn nói chẫm vô năng. Đương nhiên không phải. Hiền Đức Hoàng hậu cười nhẹ, bệ hạ trước sau không thể tàn nhẫn với cảnh hành. Vì lẽ đó, cảnh hành mới dám trắng trợn không kiên rè, dám làm chuyện tiền trảm hậu tấu, vì biết bệ hạ sẽ không thật sự trách phạt hắn. Ngươi nói không sai. Sau một hồi lâu, Vĩnh lạc đế đáp, thế nhưng, thời gian đã không còn. Cảnh hành cưới ai cũng được, chậm không muốn can thiệp, nhưng hắn không thể mang biến số về đây. Thẩm diệu có thân phận quá đặc biệt, nếu cảnh hành nghe theo nàng, ngày sau có thể gây ra biến cố lớn. Chậm không thể để điều đó xảy ra. Vĩnh lạc đế giọng trầm xuống, vì giang sơn xã tắc, chậm có thể hy sinh tất cả, không có gì là không thể quyết tâm. Hắn nói, ngày mai, kêu hai người họ vào cung. Trẫm muốn xem thử nữ nhân này có gì đặc biệt mà mê hoặc được hắn, cũng phải nhắc nhở hắn đừng quên thân phận của mình, đừng vì hai năm ở Minh Tề mà quên đi bản chất. Hiền đức hoàng hậu khẽ cao mày. Trẫm có thể để hắn cưới chính phi, trẫm cũng có thể bắt hắn nạp chắc phi. Dứt lời, Vĩnh Lạc đế đứng dậy, đi xuống bậc thang dài, rời khỏi đại điện yên tĩnh. Hiền đức hoàng hậu đứng tại chỗ, ánh mắt thoáng chút yêu thương, một lát sau mới thở dài rồi theo ra ngoài. Đại lương chỉ có một vị thân vương, chính là Duệ Thân Vương, em ruột của Vĩnh Lạc Đế. Vị Duệ Thân Vương này có thân phận vô cùng thần bí, người ta nói rằng từ nhỏ đã theo cao nhân chu du khắp nơi, nên hầu như không ai biết được mặt mũi của hắn. Ngay cả Đặng Công Công, người theo Vĩnh Lạc Đế lâu nhất, cũng không biết gì nhiều về vị vương gia này. Mãi đến hai năm trước, khi tin tức duệ thân vương trở về lũng nghiệp lan truyền, bách tính mới có dịp nhìn thấy hắn tại các lễ tế. Quả thực là một phong lưu Mỹ Nam, tao nhã, phong hoa vô số. Đại cô nương và tiểu tức phụ ở lũng nghiệp đều để mắt đến vị vương gia này. Dù có chút hoài nghi ban đầu, sau đó người ta tin rằng hoàng thất không thể nhận sai người, nhất là khi duệ thân vương rất giống hoàng thái hậu qua cố và có nét tương đồng với vĩnh lạc đế. Hơn nữa, hoàng thất tạ gia nổi tiếng với vẻ đẹp điều này không thể nghi ngờ sau khi trở lại lũng nghiệp duệ thân vương tham gia triều đình và dù có người phản đối vì cho rằng hắn không hiểu gì về triều chính nhưng vĩnh lạc đế đã bảo vệ hắn thậm chí trừng phạt những kẻ phản đối hung hăng dần dần duệ thân vương chứng minh được năng lực của mình xử lý tốt những vấn đề kéo dài khiến tiếng nói phản đối dần yếu đi trong mắt bách tính đại lương hắn là một thanh niên tài năng dung mạo xuất chúng và rất giàu có. Duệ thân vương phủ, với vẻ ngoài hoa lệ chẳng kém hoàng cung, là niềm mơ ước của nhiều khuê nữ, ai cũng mong được làm vương phi. Không ai ngờ, duệ thân vương lại cưới một cô nương minh tề. Thẩm diệu bước vào duệ thân vương phủ, một đám thị vệ đứng thẳng tắp, hành lễ, cung nghênh vương phi. Tạ cảnh hành ôm vai thẩm diệu, đi vào trong, đồng thời ra lệnh, đồ vật mang vào. Tân phòng đã chuẩn bị xong chưa? Hồi điện hạ, đã thỏa đáng, từ trong chạy ra một quản gia tầm 50 tuổi, mặt mày hiền hậu, nói, kính xin Vương Phi xem qua. Vất vả rồi, tạ cảnh hành nói. Không vất vả, điện hạ trở về là tốt rồi, lão quản gia cười đáp, đồng thời tò mò nhìn thẩm diệu. Thẩm diệu cảm thấy quản gia này có địa vị không thấp, nếu không tạ cảnh hành sẽ không đối đãi ôn hòa như vậy nên nàng ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lễ. Quản gia kia như thụ sùng nhược kinh, mặt đỏ bừng lên. Tạ Cảnh Hành không hài lòng, kéo Thẩm Diệu đi tiếp, đừng nhìn nữa. Khi Thẩm Diệu bước vào tân phòng được bố trí kỹ càng, nàng không khỏi bật cười. Chiếc giường đủ lớn để chứa bảy, tám người, phủ trên là thảm mềm mại và chăn đệm màu đỏ tươi. Tuy nhiên, trên tường tân phòng lại treo đầy những bức tranh xuân tình cùng các loại đèn và hương liệu có vẻ rất ám muội. Thẩm Diệu nói, ta nghĩ ta nên tìm một chỗ khác để ngủ. "Làm sao phu nhân?" Quản gia hỏi, "Có chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao? Xin ngài nói ra, lão nô sẽ cho người sửa lại ngay." Tạ Cảnh Hành quét mắt nhìn lão quản gia, trên tường dán mấy thứ lung tung, xé hết đi. "Không được đâu," lão quản gia kiên quyết, "Những thứ này đều có ý nghĩa đặc biệt." dù sao đây là lễ thành thân của Điện Hạ và Phu Nhân, nghe nói hai vị vẫn chưa vào động phòng. Lão Nô đã phải tìm kiếm rất lâu mới có được. Thẩm Diệu câm nín, hạ nhân trong phủ nói chuyện thẳng thắn đến mức khó tin, dù nàng không phải là người e thẻn nhưng vẫn không tránh khỏi đỏ mặt khi nghe những lời này. Tạ cảnh hành đặt xuống trùy thủ trong tay, nhìn chằm chằm lão quản gia với ánh mắt hầu như có thể giết người, nói, cảm ơn đường thúc, rồi hắn nghiến răng, nhưng đừng lo, ta sẽ. Đường thúc ngẩn ra, rồi tùy tiện nói, cái đó cũng phải có chừng mực. Thẩm diệu phất tay áo bỏ ra ngoài, không thể chịu nổi cuộc trò chuyện này. Ngày đó trôi qua trong sự dối ren. Thẩm diệu vừa đến lũng nghiệp nhưng không tỏ ra yếu đuối, ngược lại, nơi này địa linh nhân kiệt, không có gì để chê trách. Hạ nhân trong phủ cũng đối xử với nàng rất cung kính, dù danh sưng vương phi khiến nàng có chút kỳ quặc không quen thuộc ngay cả bữa tối đường thúc cũng cố ý làm vài món thanh đạm hợp khẩu vị người định kinh buổi chiều tạ cảnh hành ra ngoài có vẻ hắn rất bận rộn với công việc của một duệ thân vương tại đại lương sau khi rửa mặt trời đã tối thẩm diệu quay lại tân phòng không phải vì nàng thích nơi này mà vì ngoài tân phòng duệ thân vương phủ không chuẩn bị phòng khác cho nàng Kinh Chập và Cốc Vũ vẫn ở lại hầu hạ, còn Bạch Lộ và Sương Hàng đã được thăng làm đại nha hoàn. Kinh Chập vừa trải đầu cho thẩm diệu vừa nói: trước khi đến lũng nghiệp, nô tỳ còn lo lắng nhân sinh không quen, trong lòng sợ sệt. Không ngờ đến rồi lại yên lòng. Người trong phủ đối với cô nương cực kỳ tôn trọng, chắc chắn là do cô ra dặn dò kỹ. Còn gọi là cô nương gì nữa? Cốc Vũ nói, phải gọi là phu nhân chứ đúng đúng là phu nhân kinh chập vội sửa lại chẳng trách người ta nói đại lương tốt nô tỳ cũng thích nơi này hơn ố thẩm diệu cười trêu ở định kinh không tốt sao sao lại thích nơi này hơn kinh chập suy nghĩ một chút cũng không phải không tốt chỉ là cảm thấy người ở đây đối đãi phu nhân tốt hơn phu nhân vừa đến đã được đón nhận là thân vương phi cảm giác sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn thẩm diệu bật cười ở định kinh, thẩm phủ đầy rẫy mưu mô, lừa lọc, sống chẳng dễ dàng gì. Nay ở lũng nghiệp, nàng là duệ thân vương phi, tạ cảnh hành cũng tôn trọng nàng, nên mọi người không dám lơ là. Một khởi đầu tốt đẹp luôn khiến người ta dễ chịu hơn. Chỉ là, liệu mọi chuyện có thực sự tốt hơn không? Thẩm diệu không nghĩ vậy, nhưng không thể nói rõ lý do. Nguy cơ ở Đại Lương có khi còn lớn hơn ở Minh Tề nàng tự nhủ phải cảnh giác nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. đang suy nghĩ, nàng nghe kinh chập và cốc vũ gọi, gặp điện hạ. thẩm diệu ngước lên thấy tạ cảnh hành bước vào, hắn nói: các ngươi lui xuống đi. kinh chập và cốc vũ vội vã rời khỏi phòng. tạ cảnh hành ngồi xuống trước bàn, chờ thẩm diệu trải đầu xong, hỏi: quen thuộc chưa? không có vấn đề gì, thẩm diệu đáp lũng nghiệp quả thật danh bất hư truyền. Tạ cảnh hành rót trà uống, nhưng ngươi phải lên tinh thần. Thẩm diệu nghi ngờ, lại có chuyện gì nữa? Hoàng huynh hạ chỉ, ngày mai triệu chúng ta tiến cung, hắn nói, Hoàng huynh cứng nhắc nghiêm khắc, rất bất mãn về việc ta cưới ngươi, có thể sẽ đe dọa ngươi. Thẩm diệu liếc nhìn hắn, à, ngươi nói dối rằng hắn đã đồng ý từ lâu, vậy mà lại giấu cha mẹ ta, Tạ Cảnh Hành cười, kế tạm thời thôi. Dù hắn có bất mãn thì đã sao, thiên hạ còn nhiều kẻ bất mãn với ngươi hơn, ở Minh Tề cũng vậy. Ngươi chẳng phải đã xử lý bọn họ rồi sao? Hắn làm động tác cắt cổ, lười biếng nói, đưa họ lên đường. Thẩm Diệu cũng cười, ngươi đang ám chỉ ta điều gì? Không có đâu, Tạ Cảnh Hành nói, người Tạ ra chúng ta không như người phó ra, không làm chuyện thủ túc tương tàn thẩm diệu nói vẫn không ngờ các ngươi lại tình nghĩa như vậy không tin sao tạ cảnh hành hỏi thẩm diệu lắc đầu hoàng gia từ xưa vô tình bây giờ thân mật chỉ là vì các ngươi chưa có xung đột lợi ích hoặc đang đứng cùng một phía khi lập trường khác nhau hoặc phải tranh đoạt thứ gì đó các ngươi sẽ ra tay để bảo vệ mình đến lúc đó sẽ không còn tình huynh đệ gì nữa dù cố giữ bình tĩnh giọng nói của nàng vẫn lộ rõ vẻ chán ghét tạ cảnh hành nhìn nàng một lúc bằng ánh mắt sắc bén khiến thẩm diệu cảm thấy không dễ chịu ngươi nhìn ta làm gì hắn lắc đầu thở dài cười nói ngươi thật không tin vào tình cảm giữa các thành viên hoàng gia thẩm diệu mím môi không nói một lời không phải nàng không muốn tin mà kiếp trước sống trong cung cấm nàng đã chứng kiến quá nhiều chuyện xấu xa nữ nhân thường khổ vì yêu như mi phu nhân đấu tranh cả đời chỉ để giành lấy sự sủng ái của một nam nhân. Còn nam nhân trong cung thì khác, hôm qua còn yêu chiều tiểu thiếp, hôm sau đã tặng tiểu thiếp cho phụ tá để lấy lòng. Có kẻ vì cân bằng thế lực, để thanh mai trúc mã làm bình thê, rồi cưới đại thần nữ nhi. Nam nhân bỏ rơi nữ tử như dài rách, thì huynh đệ cũng chưa chắc giúp đỡ nhau mà không tiếc cả mạng sống. Thủ túc tương tàn, phụ tử tương tàn không phải hiếm đã thấy quá nhiều chuyện như vậy, thẩm diệu khó mà tin vào tình cảm hoàng gia. Có thể có, nhưng nàng không muốn tin. Sau này ngươi sẽ rõ. Tạ cảnh hành lắc đầu, truyền đề tài, hoàng huynh là người cứng nhắc, nhưng là một hoàng đế tốt. Chỉ là đối với ngươi thì không thể kết giao. Thẩm diệu nghĩ, nói như vậy về vĩnh lạc đế, chắc chỉ có tạ cảnh hành dám. Nếu hắn đe dọa ngươi, ngươi không cần sợ có ta ở đây, không ai dám động vào ngươi. Tạ cảnh hành tiếp tục, hoàng tẩu người không tệ, ngươi nên kết giao. Sau này có cơ hội, hãy nhiều trò chuyện với nàng. Thẩm diệu hơi động lòng, tạ cảnh hành dường như đang bàn giao một số việc. Ngày mai ngươi không đi sao? Nàng hỏi. Làm sao, một mình sợ à? Tạ cảnh hành thấy nàng nhíu mày, nói, ta sẽ đi cùng ngươi nhưng hoàng huynh nhất định sẽ đẩy ta ra nếu hắn nói gì ngươi đừng để ý coi như chó sủa là được rồi thẩm diệu trầm mặc một lát biết rồi tạ cảnh hành cười chống cằm nhìn nàng thẩm kiều kiều dí cảm giác ngươi đến lũng nghiệp rồi trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều trong mắt hắn tràn đầy ý cười không có ý tốt yên tâm phu quân sẽ không vứt bỏ ngươi thẩm diệu hít một hơi thật sâu đặt lược xuống bàn trang điểm và đứng dậy ta muốn ngủ ngươi khi nào thì đi đi tạ cảnh hành nhíu mày đây là tân phòng của ta ta vì sao phải đi thầm diệu trợn mắt tạ cảnh hành cũng đứng dậy tự mình leo lên giường nằm thầm diệu chuyện như vậy không phải là ngầm hiểu ý sao trong thoại bản không phải phu thê đều ngủ riêng sao tạ cảnh hành sao lại như vậy nàng nói vậy ta ra ngoài ngủ lời chưa dứt, cánh tay nàng đã bị kéo lại, thẩm diệu chưa kịp đứng vững đã ngã vào lòng tạ cảnh hành. Hương thơm dễ chịu từ người hắn lan tỏa, lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nóng bỏng. Trong khoảnh khắc, nàng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Cứng đờ không biết bao lâu, tiếng tạ cảnh hành trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Hai tháng. Dí, nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hoa đào tựa như cười mà không phải cười giờ khắc này ánh mắt hắn mang theo ý vị xâm lược mạnh mẽ khiến thẩm diệu không tự chủ được mà tim đập thình thịch tạ cảnh hành ôm nàng nói cho ngươi thời gian hai tháng sau đó ta sẽ không nhẫn nại nữa thẩm diệu choáng váng tạ cảnh hành cười tà khí nói làm quân tử không phải sở thích của ta ta xưa nay không phải người tốt lành gì Thầm Diệu bật dậy, ta đi ngủ thư phòng. Tạ Cảnh Hành kéo nàng lại, nói, ta đi bên ngoài ngủ. Thẩm Diệu không dám nhìn hắn. Trước khi ở Minh Tề, còn có người thẩm ra, Tạ Cảnh Hành không dám làm càn. Bây giờ ở Lũ Nghiệp, nàng không có người quen, quan trọng nhất là nàng không thể từ chối. Nàng và Tạ Cảnh Hành vốn là phu thê, làm gì cũng là chuyện nên. Tạ Cảnh Hành đẩy cửa ra, tâm tình rất sung sướng rời đi thẩm diệu vỗ về ngực còn tàn dư nhịp tim kịch liệt lúc nãy tạ cảnh hành rời minh tề trở về đại lương quả nhiên càng ngày càng làm càn tại định kinh hắn còn kiềm chế một ít giờ thì không kiêng rè gì nữa bày ra bản chất thật trước mặt nàng phu thê trên đời này đều sống chung như thế nào thẩm diệu nghĩ kiếp trước nàng chưa từng biết được chân chính phu thê là làm sao chung sống Đời này, dù có kinh nghiệm về nhiều việc khác, nhưng về chuyện này, nàng vẫn như đứa trẻ ngây thơ. Một lát sau, Thẩm Diệu phục hồi tinh thần, thẳng thắn kéo chăn trùm kín đầu và ngã xuống. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện khác có thể dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, nhưng chuyện này, chỉ còn cách thuận theo tự nhiên. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn